Thú vị nhất thế giới. Một, Việt Nam nước giàu nhất hành tinh vì có rừng vàng biển bạc. Hai, người Việt sinh nhiều con nhất hành tinh là mẹ Âu Cơ 100 người con. Ba, người Việt đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng là chú cuội Việt Nam. 4. Dòng họ Việt trị vì lâu nhất thế giới là Hùng Vương 18 đời. 5. Giai nhân Việt nhất thế giới là Mỹ Nương, Trọng Thủy, Nỏ Thần. 6. Nữ tướng Việt đầu tiên thế giới là Hai Bà Trưng. 7. Người Việt đầu tiên thế giới giả trang cứu chúa là Lê Lai. 8. Người đàn ông Việt có sữa bú là ông Thọ Sữa. 9. Người Việt đầu tiên thế giới bán trăng là Hàn Mạc Tử. 10. Khách sạn Việt ngàn sao sang nhất thế giới. 11. Gái Việt lỗ mũi 18 gánh lông tơ hồng trời cho. 12. Nguyễn Huệ vị tướng tài xếp hạng thứ nhất trên thế giới. Quốc tế xếp hạng thứ nhất trên thế giới. 13. Việt Nam Bắc thuộc Trung Hoa 1.000 năm. 14. Việt Nam Bắc thuộc Pháp 100 năm. 15. Việt Nam chia rẽ dân tộc lâu dài nhất thế giới. Đọc tên ngày 12 tháng 12 2012.